Welcome anh chị, thì ngày hôm nay lý do mà mình làm một cái buổi mini talk show là tại vì em cũng mới biết được thông tin là bạn có một bạn ở trong Discord hiện tại cho mình hình chị thấy á, là tên là Future hay là tên là An, thì Hi có store trade phân với lại cây tác thì Hi về bờ, cho nên em cũng muốn tạo một cái câu chuyện, một cái chia sẻ kinh nghiệm hoặc là cái idea để cho những anh chị nào mà hiện tại đang struggle hay là mọi người muốn tìm một con đường nào đó make money thôi chứ đừng nghĩ tới việc về bờ, thì có thể là Lu An sẽ share một số câu chuyện cho mọi người nghe. Thì bây giờ trước hết thì mình đi theo thứ tự đi ha. Thứ nhất á, là bây giờ em sẽ đặt một số câu hỏi thì Lu An trả lời, thì bạn Future trả lời thì nghĩ sao trả lời vậy. Mình chỉ một cái buổi for fun thôi chứ không cần phải đặt nặng vấn đề ha. Thì rồi bây giờ trước hết á, là hello, em nghe phải không Future? Đây giờ. Rồi, ok, thì bây giờ em có thể giới thiệu tên cho mọi người, rồi nếu không ngại thì em có thể giới thiệu tuổi và cái công việc hiện tại của em là gì, beside cái việc trading. Dạ em 20, em là An, em 23 tuổi. Hiện tại là em vẫn đi làm bình thường, đi làm hãng Mỹ bên Mỹ. Ok, rồi thì cái em trade bao lâu rồi? Em bắt đầu start trading trong cái Dạ việc này em trade được 2 năm. 2 năm, là cũng around cái thời gian Covid. Thì trước đó em trade gì? Dạ trước đó thì em trade option. Trade option. Rồi thì bây giờ em, nếu em không ngại thì em có thể chia sẻ được cái khoảng thời gian trade option của em như thế nào, rồi kiểu như là nó có thành công hay là nó làm sao, rồi nó kết quả, có nghĩa là cái quá trình và kết quả. Trước 2 năm thì em chơi option, em đi làm nhà hàng mà một tuần em làm được có 400-500, mà em cứ làm xong em dồn tiền vô em đánh hoài vẫn không có thắng nổi. Xong rồi em mới chuyển qua future, em đánh tiền Việt, em đánh tiền Việt thì em cũng có ăn, nhưng mà kiểu lúc đó là em chưa có kiến thức gì hết nên là em đánh trong mấy ngày cái em thắng lớn, xong rồi em đánh gamble cái em thua ngược lại hết luôn, xong rồi nhảy qua phân thì lúc đó cũng chưa có lý thuyết gì luôn, thì xong rồi em cũng đánh bên Bullenot, em thua gần cả 100 mặt khao, nhưng mà xong rồi lúc đó là em thua nhiều quá rồi cái em nghỉ một thời gian dài, xong rồi em mới tìm tới cái tab, em mới gặp anh bếp, xong rồi em mới hẹn anh bếp là cho em mấy tháng để em đi làm, để em kiếm vốn, để em đóng tiền học, em học xong sau đó rồi vô em thi chung với anh bếp và Từ học từ 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 sao công quá ty rồi, tập. biết rồi, ok, giờ mình quay lại câu chuyện tí xíu, từ từ họ trả lời từ câu thôi, là một lèo quá mọi người không catch up kịp. Ok rồi, bây giờ thì là trước đó em trade option thì em có em cảm thấy khi mà Em em chưa trade option á, ừ. thì Em chưa cái sẽ bao giờ chứ. em cảm thấy mà khi em trade option á, thì cái khó khăn nhất trong việc trade option ngày xưa mà em trade là cái gì? Là mình nói chung là nhiều quá mình không có tiếp thu được hết á, với lại giống nhiều cái rồi đó mình vô lệnh rồi này nọ. giống như bây giờ mình thử liệt kê ba cái nè. Thứ nhất là về vốn nè, thì em nghĩ nếu mà khi mà em ngày xưa khi em trade option mà em cảm thấy thoải mái nhất, hoặc là em cảm thấy nó kiếm được tiền á, thì cái số vốn em bỏ ra cho việc trade option là khoảng bao nhiêu đối với bản thân em á, em nghĩ thôi không chính xác phải là ngày xưa sao đó. Dạ, đối với bản thân em thì có 25 ngàn á, nhưng mà em đi làm thì lương không được nhiều hết á, nên là em cứ kiểu cố gắng từng ngày nhưng mà không có được gì hết trơn. Rồi với lại cái thứ hai á, là về 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 vốn thì em nói là phải trên 25.000, và rồi còn về thao tác thì sao? Theo em thấy về cái thao tác việc trade option ngày xưa thì nó như thế nào khi mà em lúc mà em trade option? Thao tác thì nó quá nhiều so với future, nó phải tìm trade rồi này nọ, nó quá nhiều. Rồi thì đó là cái trải nghiệm khi mà ngày xưa bạn An trade option, và mọi người thấy á, thì cái một trong những hai cái vấn đề và rất nặng cho những người mới á, là cái nếu mà mọi người không biết về cash account á, thì cái option nó require mình tới 25.000 mình mới trade được.
Và cái khó nhất của việc trade option ngày xưa mà em trade đó là thao tác. Even though thí dụ mọi người tự trade, nó đối với những anh chị mới nó cũng mất nhiều thời gian, và đối với những người mà follow theo alert cũng hoàn toàn khó. Em cũng từng trải nghiệm rất là nhiều về cái việc mà follow thử theo alert bấm kịp. Thì đó là cái thứ nhất về option. Rồi bây giờ cái thứ hai là về cái store trade bên Bullinox. Em có nói là em trade bên Bullinox thì cái thời điểm đó đó em nghĩ đi coi, cái problem lớn nhất mà em trade Bullinox á là vì sao mà nó lên tới con số mấy trăm mặt cao rồi. Dạ, là do là mình không có học, chứ là với lại là mình cứ kiểu gamble, mình không có tính kiên nhẫn, mình cứ thua xong mình gỡ, mình máu lên mình gỡ, thì hàng ngày cứ banh 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 về hoài là mình không có làm được gì hết trơn á. Là 100 mà trăm mấy account test á, là vẫn vô master đúng không? Chắc chắn là phải có một số account vô master đúng không? Và dạ hoàn dạ toàn là có không không lãnh được luôn hả, trong thời gian em chơi bùa nó á? dạ có à, dạ không 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 có lãnh được account luôn, Ồ, thì nó bây khó lắm giờ anh. nếu như 100 mà cao test thì nó tính ra là khoảng 20 đồng mạc đi ha, thì cái vốn mình rơi vô khoảng chừng là 2.000 đúng không? Khoảng chừng 2.000. Rồi master thì em có nhớ ngày xưa vô bao nhiêu cái master không? Hay là nhiều quá không nhớ nổi luôn. Dạ không nhớ nổi anh. Không nhớ nổi. Thì có nghĩa là cái vấn đề là em nói là nó tham, thì nếu như đối với 100 mà cao đó mà tham thì cái số vốn em mất khoảng chừng 3 4 ngàn. Rồi cái vấn đề về luật lệ thì sao? Theo em nghĩ đó, trong thời điểm mà bull nó đó, đối với em có thấy nó bị gò bó không? Dạ thì lúc đầu chơi thì cũng hơi gò bó, nhưng mà nó sau này chơi thì nó mình tập cho thói quen của mình đó, nhưng mà cái tính mà thua rồi mà cứ gỡ hoài thì lúc đó em chưa có bỏ được, Nhưng em chưa có mà luôn. rồi cái nhưng mà em thấy lucky là ví dụ như ngày xưa á, mà em trade option và với một cái mindset như vậy á, thì bây giờ nó khác, nó có khác so với lại khi em chuyển qua bull nó không, cùng một cái mindset thì em thấy cái sự khác nhau giữa cái việc mà em trade option ở thời điểm đó với lại khi em trade bull nó thì em có thấy gì khác biệt không? Dạ thì cái số vốn thì mình bỏ ra nó bớt áp lực hơn anh. Bớt áp lực hơn. Rồi rồi ok rồi thì bây giờ rồi qua tới cái tiếp theo thì bây giờ em có ngại, em nếu em không ngại chia sẻ thì tại vì cái câu chuyện em nay là câu chuyện về bờ, thì nếu em không ngại em có thể chia sẻ cho mọi người là em đã trước khi về bờ đó là mà bắt đầu kiếm được tiền là em thua bao nhiêu không? Cái số chính xác thì em không nhớ, thì em thua cỡ 20 mấy ngàn á, Cỡ 20 mấy cũng ít ngàn. thôi, Dạ, cỡ 20 mấy mà đối ngàn. với em một người như thì nó quá lớn. Ừ thì anh cũng hiểu được cái việc 20 mấy ngàn nó lớn như thế nào khi mà ngày xưa là nhà hàng á, thì với cái income ở thời điểm đó thì minimum wage nếu mà 2 năm trước thì rơi khoảng 12 13 đồng, là coi như nếu 12 13 đồng mà làm full time thì năm dữ lắm mình kiếm được chừng 20 mấy ngàn à, 20 mấy 30 ngàn là maximum à. Thì đối với thời điểm đó cũng khá lớn, tại vì ngày xưa khi mà anh trade á, cái thời điểm mà anh làm nhà hàng là anh thua cao nhất là 15 ngàn là anh đã cũng ớn lắm rồi thì anh đã dừng. Thì cái quyết định mà khi em đăng ký học á, em có nghĩ là mình về bờ không hay là chỉ là tìm một cái đường nào đó để gỡ thôi? Dạ thì cái quyết định em tìm tới phân đó là em chỉ là đánh từ 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 từ, mà mình không có đặt quá vấn đề nặng về cái việc về bò, để cái tâm lý mình nó nhẹ nhàng hơn để mình chơi anh. Không, ý anh hỏi là nhà là cái expectation của em khi mà em join lớp á, em nghĩ lúc mà mới start đó thì lý do em join là tại vì em thấy được cái việc mà mọi người lãnh lương hay là nó chỉ là một cái mà tò mò tìm hiểu? Dạ em thấy được việc mọi người lãnh lương á. Ừ, có tò mò không? Thật khó. tại vì theo theo anh nghĩ á, mà nếu là anh á, mà lúc mà anh store á, mà anh thua mấy trăm mà cao á, thì tất về vấn đề quan ngại nhân sinh của anh khi mà anh nhìn thấy là
Anh nản á, nếu mà thật sự cái thời điểm đó em có nghĩ là em nản và em chọn là em chọn Trey Fun với cây táo kiểu như là chỉ là một cái con đường thử không? Em có nghĩ lúc đó em thử không hay là em cảm giác là mình đây là cái lúc mà mình sẽ về bờ được? Thì em là em có suy nghĩ là là chọn đúng đường rồi đó, nên chọn vô cái tab là đúng đường đó, là đây là cái việc chạy bờ, nên là em cứ đi từ từ thôi. Tại vì á, cái lúc mà anh biết em á, cái lúc mà anh biết em mà khi mà em đăng ký học á, nói chung là anh cũng nghĩ vậy nè, sao cái thằng bé này nó hổ hoài mà nó để dành tiền học, mà trong khi cái tiền học của mình đâu có cao lắm đâu, thì chịu khi có nhiều người như vậy. Chẳng hạn như khi mà anh bắt đầu nhóm bắt đầu store việc mà mở business bên Việt Nam á, là store những anh chị bên Việt Nam bắt đầu học á, cái đầu tiên mà nói với chị Gina là chị 500 với người Mỹ thì có vẻ là nó ok đó, nhưng mà chị nghĩ 500 đô với người Việt Nam có lớn hay không đó? Thì trong cái hoàn cảnh đó em nghĩ là 500 với cái lớp học như vậy em nghĩ có lớn không, tại thời điểm á, mà em nghĩ là việc trade á? Tại tại lúc đó là em thua hết tiền đó anh, đằng nào nó quá lớn với em. Ok. Ok, thực tế tại vì ngày xưa lúc mà anh chọn cái việc mà trade á, cũng ngày xưa khi mà anh start trading là anh thua test option test là khá là nặng. Hình như vốn anh còn 1.000 mấy, thì ở thời điểm đó anh tìm rất là nhiều lớp học nhưng mà không có lớp nào mà giá mà nó dưới 1.000 hết, và đó là cái rào cản lớn nhất của anh trong cái việc mà tìm lớp. Thì vấn đề về tiền rồi, thì bây giờ khi mà em so thì em thấy là thôi bây giờ mình sẽ không có nói nhiều về cái vấn đề lớp học, nhưng mà khi em so về mindset nè, đầu tiên á là cái mindset của em như thế nào sau khi mà em đồng hành chơi rồi đồng hành học với mọi người? Cái mindset của em là em không đặt quá vấn đề nặng, và giống như là mình đánh là trong 10 ngày là mình sẽ lãnh lương được, là đang mình đang cần về bờ, mà em cũng không có cần mà đặt quá vấn đề mà về bờ của em, nên là em cứ đánh từ từ, một ngày cứ 150 tới 200, thì em cứ đi từ từ bao nhiêu ngày cũng được, miễn sao là em về bờ. Em không có đặt quá vấn đề là phải trong 10 ngày em được đánh luôn. Rồi thì bây giờ tới cái con đường chính xác nè. Cái lần đầu tiên á mà em lãnh lương á là em trade bao nhiêu bài cao, và tới có nghĩa là quăng cái bull nó quăng bên đi. Từ cái thời điểm mà học xong á thì em trade thời gian bao lâu là em lãnh được cái check đầu tiên? Và cái số tiền đó là bao nhiêu? Dạ, lúc đầu thì em chơi có một mặt rồi, tại vì mình cần phải học kiến thức, nên là em chơi được một mặt, thì trong mười mấy ngày em đánh luôn được 2.000, xong là em lấy 2.000 đó rồi em đánh lên 2 ạ, rồi em có vốn rồi thì em đánh lên 3 tới 4 mặt tới bây giờ luôn, em cứ đánh mỗi tháng 3 4 mặt 3 4 mặt. Tháng mở mạc rồi thì về bờ rồi đúng không? Cái đếm rồi, cái câu chuyện ngày hôm nay là cái tóm gọn là sau bao lâu rồi em trai bao lâu thì em mới về bờ được, là từ bữa tới giờ đó là khoảng bao lâu rồi? Dạ, gần 5 tháng. Gần 5 tháng. Ok, có nghĩa là ngày xưa dành ra 2 năm trade và end up là đi 20 mấy ngàn, và sau 5 tháng trade lại ngồi nghiêm túc học hành đàng hoàng thì về bờ rồi. Thì bây giờ em chia sẻ về tâm lý rồi, thì cái tâm lý em nói là em trade nhỏ, em trade một ạ cao, hai ạ cao để mình lấy vốn trước, rồi xong rồi từ từ em build up lên. Thì đó cũng là một trong những cái mà em nói với những anh chị đó, anh chị thấy không, khi mà bạn An về bờ á, không có đặt nặng vấn đề là tôi phải trade một lần 10 ạ 20 ạ cao, so một cái hai cái và mình từ từ mình tăng cái sizing của mình lên. Rồi về vấn đề cách trade thì em cũng không cần explain cách trade của em, nhưng mà em có nghĩa là cái strategy á, kiểu như là cái thời gian em trade trong ngày, và em có một cái kiểu trade nào mà em có thể nói cho mọi người biết không? Không cần phải giải thích rõ ràng mà có nghĩa là strategy á. Dạ, kiểu chơi của em á là hai cái đường EMA, là ví dụ nó chạy lên xong nó về nó bắt test,
thì em cứ đánh vậy. Trong ngày em đánh 3 tới 4 lệnh, ví dụ mà em thua 3 lệnh thì em nghỉ ngày hôm đó. Thì em cứ đánh như vậy. Em có ngồi cả ngày không hay là chỉ chơi trong một khung giờ nhất định thôi? Dạ em chơi buổi sáng thôi. Mấy giờ tới mấy giờ? Từ 6:45 tới 7:30. 6:45, 7:30 giờ Cali đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thì còn gì nữa không ta? Cách trade mindset rồi. Vậy bây giờ nè, cái goal của em á, khi mà em về bờ rồi á, thì cái mục tiêu mỗi tháng của em á, em có đặt ra cái mục tiêu không? Và em có kế hoạch gì cho tương lai không? Kiểu như là mình sẽ trade như thế nào trong tương lai, mình có dành nhiều thời gian, mình có trade full time hay là mình chỉ coi nó là một cái extra income tiếp tục thôi? Dạ có chứ, ví dụ mà em lãnh lên được một xíu, có số vốn nhiều thì em cũng làm full time luôn. Mà thì mục tiêu của em là một tháng là đánh 5 account thôi. Tháng năm mà cao là cái goal là cỡ chừng 8 tới 10 ngàn một tháng đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, và cũng Tại có cái quá biết nhiều, nó quá nhiều đối với cái việc em đang đi làm hiện tại. thì rồi thì bây giờ em cũng nói về mindset rồi, em cũng nói về cái việc mà tâm lý rồi và cũng có tương lai rồi, thì bây giờ mình sẽ còn gì nữa không anh chị? Bây giờ mình sẽ tới phần tiếp theo là em cũng hết câu hỏi rồi, thì bây giờ tiếp theo và anh chị có thể đặt câu hỏi cho An, nếu như mà anh chị cảm thấy là cái gì mà thắc mắc đó thì mọi người cứ thoải mái mọi người đặt câu hỏi ha. Thank you em rất nhiều. Rồi, nếu anh chị nào có câu hỏi mọi người cứ thoải mái hỏi, hoặc mọi người có thể type ra và em đọc trả hỏi em cho. Sorry, nãy giờ chị không vô, chị miss. Nhưng mà cho chị hỏi cái An là trước khi đến với cây tháp á, em có follow cái group nào không và đã từng chơi future chưa? Là em follow nhiều group group lắm luôn á, em cũng lấy nhiều lớp học lắm luôn á, nhưng mà em không học cái gì hết trơn, tại vì nó quá nhiều, nó dồn vô cái đầu cũng được. Thì mình học cây táp thì mình thấy nó đơn giản nhưng mà nó hiệu quả. À, tại vì chị nhớ là chị cũng đã từng làm bài phỏng vấn của em rồi, nhưng mà có thể có những anh chị khác chưa có đọc, thì lý do mà chị hỏi lại là để muốn cho mấy anh chị khác nghe là cũng đã từng học nhiều lớp, và chị nhớ là hình như em cũng trade future được 2 năm đúng không? Là vừa phỏng vấn 2 năm nhưng mà vẫn chưa bao giờ lãnh lương hết, và khi mà tới với cái tháp là tháp đầu tiên là em đã lãnh lương rồi, qua những cái bài video chưa có học live, mà không biết chị nghe có lộn không, là chưa học live mà chị coi những cái bài report trước hết, tại vì cái tháng đó là Tết về Việt Nam đúng không? Dạ đúng rồi. À, rồi thì trí nhớ vẫn tốt, chưa có già nha mọi người. Đó thì là học hạ học hơn trên phía trời hơn 2 năm, học nhiều lớp nhưng mà tới khi tác thì thấy được bến bờ, không gặp lại là vậy. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, khoảng thời gian tiếp theo mọi người có câu hỏi thì mọi người cứ hỏi anh chị, tại nói chung là khi mà em muốn nói chuyện với em là lý do là vì sao, vì không phải cái việc về bờ hay không mà cái việc mà mình đổi mindset đó anh chị, cái lại mình đổi cách trade và mình tìm ra được cái phương hướng để mình trade á, y như là mình có một cái cơ hội mới vậy á. Thì cho nên đối với những anh chị nào mà mọi người còn lằng nhằng, mà mọi người cảm thấy là nó quá nhiều rule, nó quá nhiều cái kìm cặp gò bó mình, cái key point là vậy nè mọi người, khi mà mình ép mọi người ép mình vô cái kỷ luật á, mọi người mới kiếm tiền được. Công việc nào nó cũng như vậy hết, chứ không phải là mình nghĩ là thôi bây giờ mình trade cái kia có thắng có thua, nhưng mà end up mà mọi người đang thua thì chuyển qua phân nó lại càng khó hơn. Nó không khó hơn mọi người, đối với em thấy thời điểm hiện tại phân nó hoàn toàn không khó hơn, tại vì có những người mà em đã từng trend và em thấy là ồ, máy tính họ không biết, tiếng Anh họ không biết, và trước đây họ không biết xài máy tính luôn mà bây giờ họ trade được, thì cái việc khó nó không có khó ha. Rồi ai còn có hỏi gì mọi người cứ hỏi nha. Cho chị hỏi tiếp, An cho chị hỏi tiếp là theo chị biết là em trade future, bài phỏng vấn trước là em trade future 2 năm nhưng mà vẫn tiếp tục sau khi thua mà chưa bao giờ một lần lãnh lương trong vòng 2 năm mà vẫn tiếp tục, cái động cơ nào mà cho em có cái một cái khoảng thời gian mà em kiên nhẫn đến như vậy để em cuối cùng đến bây giờ em mới nhận được thành quả? Tại vì nhiều người người ta vài tháng người ta trade không được người ta sẽ rất là nản, nản và không muốn tiếp tục nữa, tại vì người ta nói là ok mất thời gian nè,
rồi á, họ học hành nhiều cũng không có kết quả, người ta lại bỏ cuộc. Nhưng mà động cơ nào cho chị biết động cơ nào mà em lại tiếp tục cho tới thời điểm này, và sau 2 năm thì em lại lấy được về cả vốn lẫn lời đã về bờ rồi? Dạ thì động cơ là thầy em sống bên đây có một mình à, nên là em thấy thu vậy hoài thì em cứ cố gắng từ từ thôi, chứ em không có vội. Mình cứ vội là mình càng thua, đối với future này mình cứ vội là mình càng thua. Mình cứ từ từ mình đi lên thì mình sẽ thấy bờ thôi. Cái có câu hỏi gì không mọi người? Cứ thoải mái dành câu hỏi cho em mọi người ha. Có chị Vy gì hỏi gì nè anh, em Đâu, 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 hỏi đâu, quay quay ở vô. bên chat Fan chat, ok, để web đọc câu hỏi ha. Em ấy có biết về TA khi vô trước khi vô hay không, sáng có đánh theo bếp không hay tự chơi? Rồi câu thứ nhất là trước khi em vô cây táp em có biết gì về TA không? dạ có, thì em cũng biết một chút, tại vì em thua nhiều quá thì em cũng phải biết chứ. Ừ, vậy thì theo em nghĩ là vấn đề là không phải về ở chỗ TA đúng không? Tại vì anh nghĩ là nếu em nói học Đúng nhiều rồi. lớp thì không thể nào là một trang giấy trắng được. Thì theo em nghĩ cái sự khác biệt mà em biết TA trước đó, nó lý do vì sao mà biết TA mà em vẫn không trade được? Hiểu không? Em hiểu câu hỏi không? Có nghĩa là em trả lời là em biết TA nhưng mà vì sao mà em vẫn không trade được trước đó? Tại vì em thấy chơi stock này mình học càng nhiều quá nó càng rối hơn, rồi đâm ra thì mình cứ kiểu là nghĩ kiểu mình cứ đánh theo ý nghĩ của mình đó. Ừ. Rồi với lại có một câu hỏi này nãy rất quan trọng mà nãy anh quên hỏi nè. Cái lúc đó mà em nói là em đã từng thắng lớn đúng không? Nhưng mà tại vì sao em không rút về nhà băng vậy? Tại lúc đó lại cái tính gamble của em á, là em cứ nghĩ là thôi mình đánh thêm lần hai ba lần nữa là mình về bờ rồi, thì mình cứ all in vô rồi mình thua luôn. Mình chưa có tập được cái tính kiên nhẫn đánh từ từ lên anh. Ok, có nghĩa là muốn muốn lấy số tiền nó double, triple rồi thêm nữa đúng không? Rồi vậy bây Dạ giờ cái sự khác biệt của phân á, tại sao bây giờ em lại không có cái việc mà em làm như vậy nữa khi mà em chuyển qua em trade phân? tại vì là em nó cái phần nó cho em cái luật á, thu một ngày bao nhiêu á, thì mình rút được kinh nghiệm là mình lúc trước mình banh nhiều account rồi, nên bây giờ mình cứ từ từ mình lãnh lương được lần đầu tiên rồi mình thấy nó hiệu quả thì mình cứ đánh y chang như vậy thôi. Ừ, thì cái nhận định phân á của bếp á thì nó cái lợi của nó là như vậy nè mọi người. Khi xưa á, mọi người trade mọi người kiếm được rất là nhiều tiền nhưng mà mọi người không muốn rút về. Tại vì sao? Tại vì khi mọi người rút về á, mọi người lấy tiền nhỏ, mọi người sợ mình sẽ không kiếm được lên tiền lớn nữa. Và cái thứ hai á là khi mọi người hiểu vậy nè, cái số tiền mọi người kiếm được nó còn nằm ở trong broker thì không phải là tiền của mình. Cho tới khi nào mà mọi người cash out tiền nó direct về nhà băng thì lúc đó mới là cái mọi người thật sự tiền bỏ vô túi của mình. Thì cái việc trade fund á là mình không có, nó cái tiền nó sẽ chuyển vô nhà băng. Và có nhiều người á ngày xưa họ vẫn rút tiền họ bỏ vô nhà băng and then họ lấy cái số tiền họ bỏ ngược lại vô fund, thì nó không có như vậy. Khi mà mình bỏ vô nhà băng 10 ngàn á thì mình không thể nào mình cầm một cái cục 10 ngàn mà mình ngồi mình mua account được, ai rảnh lắm mới mua nhiều account như vậy thôi. Thì có nghĩa là mình đã bỏ tiền vô nhà băng và mình chỉ lấy 1/10, 1/20 của nó ra để mình reinvest thôi. Cho nên cái việc mà mình thua lại nặng nó rất là khó. Đúng không? Anh đồng ý cái việc đó Dạ đúng rồi. không? Rồi, còn cái câu hỏi thứ hai nè, thì sáng có đánh theo bếp không hay là em tự chơi? Dạ có mấy lúc thì em cũng tự chơi, thì sáng nay cũng đánh theo anh bếp, nhưng mà có mấy lúc thì em tự chơi. Ok. Dạ rồi. Hai câu hỏi rồi, có anh chị nào còn có hỏi gì nữa không? Mọi người thấy À, type ra. em cho chị hỏi một cái là trước đây là em chơi option đúng không? Giống như em nói là em chơi lớn đó là em chơi option đấy, thì cho chị hỏi một cái, khi em đổi qua chơi phân với phân future đó thì em có gặp khó khăn gì không?
Chị không nói về thao tác, chị đang nói về cái mindset, là ví dụ chẳng hạn như option đó, là những khi mình hold, hold trong trường hợp mình hold thì có nhiều khi nó đi ngược lại, thì cái gọi là cái gì, cái strike hả? Strike tự nhiên giờ quên rồi. Là nó cái giá nó lên lại để cho mình, để mình out. Nhưng mà cái phân đó, nó là cái leverage nó nhiều quá, cho nên nó là em áp dụng khi mà mới đầu vô em có gặp khó khăn gì không, em áp dụng cái đó nó bị banh là cao, hay là giống như mình cứ hô như vậy chờ chờ một lúc nào đó để mình hy vọng nó đi ngược lại, đi đi lại đúng ý mình muốn. Dạ có chứ, lúc đó là em không biết vậy đó, là em mình gồng lợi á, thì mình mấy điểm mình chạy, nhưng mình lộng gồng lỗ thì mình cứ gồng hoài, mình cứ theo ý nghĩ là nó sẽ gồng vòng lên lại để cho mình ăn lại hoặc là mình ra, nhưng mà thật ra thì nó không có giờ nó vòng mình lại cho em. Lúc đó em cứ banh ăn về hoài, cái tấn là cứ banh về hoài. Thì bây giờ em sửa cái đó như thế nào? Dạ em cứ vô lệnh là em cứ đặt stop loss, rồi tay nghịch là cứ em đánh thì em không đánh theo tay nghịch của anh bếp, em đánh cứ 10 điểm là em chạy, hoặc là 10 điểm là em thua thì em ra luôn. Em rồi xong rồi em ngồi em kiên nhẫn em đợi. Đời, bây giờ em còn chơi option không? Dạ không. Không thể nào cưới một Dạ nhát dao không. lần nữa. Rồi, ok. Rồi. Có nhiều người người ta vẫn là nghĩ là phân khó quá, nhưng mà có bao giờ em nghĩ là em chơi ổn rồi em sẽ bỏ tiền thiệt em vô một trong cái account thiệt để em chơi 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 phân à, chơi 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 future không, hay là chỉ chơi phân thôi? Yeah, quên thôi chị, em không bao giờ mà em tự vô chỗ chết lại Lại ok Thì mọi người, hai người mà chuyên gia phỏng vấn, một người là An ha, là hồi nãy giờ là mọi người cũng nghe An nói rồi, thì chuyên gia tóm tắt lại là đã từng 2 năm chơi future, 2 năm 2 năm chơi phân luôn, 200 chơi phân luôn chứ không phải future, 2 năm chơi phân luôn và chưa kiếm lương được, cho tới khi mà tháng 1, chuyên gia nhớ là tháng 1 là An học lần đầu tiên là học kỳ tác, và cho tới giờ là đang đã lãnh về cả cả vốn cả lời, đã gọi là về bờ chứ không phải là vốn lời từ tiền mua cao nữa, mà đã về bờ thì những cái lần thua mà option với lại là phân trước đây. Và cái thứ hai là China muốn tóm tắt là mình phải thay đổi cái mindset là chơi option, không có giữ cái mindset của chơi option. Và cái thứ ba nữa là không có bỏ tiền thiệt vô ha, tại vì ngay cả Vũ, China phỏng vấn Vũ là một cái người mà quick job, đang plan là quick job để mà làm full time trader, thì mỗi tháng Vũ đều nhận được từ khoảng, có một tháng Vũ đã gần 50.000, tháng vừa rồi thì ba mươi mấy ngàn đó. Thì China phỏng vấn Vũ thì Vũ cũng không bao giờ mà nghĩ là bỏ tiền vô lại để mà chơi option hay là future hay là Loki cũng vậy. Thì mấy chị biết là cái này không có phải dành cho những cái người không những dành, không những nha, ví dụ như hồi xưa mọi người chơi share đi, test là MBD mọi người phải bỏ cái mồi cao cả 100.000, thậm chí chúng ta biết được là những anh chị bỏ cả 1 triệu đồng để chơi chơi share với chơi option đó, thì cái này nó với một cái số vốn rất là nhỏ, nên chị không cần thiết là những người giàu có và những người thậm chí là đi học đi làm bình thường, ví dụ đi làm, thậm chí những bạn sinh viên đi làm ngày mấy mấy trăm mấy 200 vẫn có thể từ cái này mà về bờ được. Bằng chứng là chúng ta biết có những anh chị mới từ Việt Nam qua đó, anh chị mới từ Việt Nam qua đây mà chưa có social, chưa có giấy tờ, vẫn đăng ký học phân, lấy địa chỉ bên Việt Nam để mà đăng ký học phân, vẫn vẫn kiếm tiền được rồi. Cho nên là tất cả cái bài mà China nhớ hồi xưa China học, cái bài mà Pep dạy, bài đầu tiên mà China mới bước vô kỳ tháp, Pep dạy á, là một cái trader thành công chỉ có 30% là kiến thức thôi anh chị, 70% là kỷ luật. Với lại cái win rate của mình á là cao, thì nếu mà mình chỉ tiếp tục kỷ luật thì mình chỉ sẽ nên chỉ đừng có overtrade. Tại vì trong cái room này á, thì nó có làm một cái survey mà để cho mình chị để biết được cái tâm lý của anh chị thế nào, thì cái survey nó tới 80 mấy người là không bao giờ cut loss, không hề biết chữ cut loss là gì, có nghĩa vô lệnh là cứ thả rong, có nghĩa là thả cho nó chạy, nó hit cái target, còn mà loss á là biết big loss, mà win á thì là small win. Đó là lý do tại sao mà những gì bị ban là vậy, tại vì khi sao, tại vì mình phải có soft loss, thì cái tỷ lệ win rate của mình
cho dù mấy anh chị 95% win rate nhưng mà chỉ có một lần thua mà anh chị không thả stop loss nên chị vẫn banh bình thường, chứ đừng có nói là 75%. Cái win rate của mình cao nhưng mà mấy anh chị bắt buộc mấy anh chị phải kỷ luật, có nghĩa là khi mà mình stop loss thì những lần win khác mình mới thắng lại được, chứ còn mà mấy anh chị big loss rồi á, những cái lần khác mấy anh chị không có cái số tiền thắng nó không bù lỗ nên mấy lần mấy anh chị thua. Đó là cái bài mà đầu tiên, mà thường thường mấy cái bài đầu tiên mà học về cho đến khi nào cũng là cái kỷ luật hết. Thì cái điều duy nhất mà một trader thành công là kỷ luật là chính, còn cái kiến thức của anh chị là chỉ có chiếm được 30% thôi. Dạ rồi, ok anh chị, cảm ơn mọi người tham gia cái buổi phỏng vấn cũng đúng mà chia sẻ cho vui thôi, tại vì em cũng hẹn, đáng lý là bữa em hẹn Lu An ở bên Cali là phỏng vấn trực tiếp rồi quay video đồ này nọ, nhưng mà thôi giờ thằng em mai nó đi Việt Nam rồi nên tranh thủ chụp nó một cái để nó nói chuyện. Và cảm ơn mọi người tham gia ngày hôm nay, thì hy vọng trong tương lai có những anh chị nào sẽ cảm thấy mà mình muốn vui vẻ mình share cái câu chuyện, nó share câu chuyện đây không phải là hình thức mình khoe khoang hay là gì hết, nhưng mà mình muốn tạo mọi người một cái cảm hứng là tôi về bờ được thì anh thì những người khác cũng sẽ làm được ha. Cho nên chị có vấn đề bất kỳ về phân và chia sẻ thì mọi người cứ thoải mái trải nghiệm ha. Cái goal của cây táp là tụi em mở cái cánh cửa rất là rộng, tại vì cái phi mọi người cũng biết rồi, và cái giá trị nó mang lại cho những anh chị rất là nhiều, cho nên mọi người cứ thoải mái trải nghiệm. Thật sự nếu như mà bây giờ có một ai đó mà dạy nghề cho em mà được hay không được em không biết, nhưng mà không có mất quá nhiều tiền thì em cũng sẽ thử trải nghiệm, không mất mát gì hết. Rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều đã tham gia cái buổi ngày hôm nay.